gia tộc quyền lực có thể điều khiển cả thế giới. Bạn có biết những gia tộc giàu có bậc nhất trên thế giới đang nắm trong tay tài sản cách xù lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ hay không? Nằm sâu bên trong bề nổi chính trị, người ta cho rằng thế giới đang bị kiểm soát bởi một vài tổ chức bí ẩn nào đó. Những kẻ đứng sau bức màn hoàn hảo này không ai khác mà chính là các gia tộc giàu có nhất thế giới. Gia tộc Rothschild. Rothschild là một gia tộc Do Thái có nguồn gốc từ Frankfurt, Đức. Họ đã tạo nên đế chế tài chính ngân hàng tại châu Âu bắt đầu từ cuối thế kỷ 18. Đế chế này còn vượt qua những gia tộc làm ngành ngân hàng hùng mạnh nhất mọi thời đại như Baring, Barenberg. Cơ nghiệp của gia đình Rothschild bắt đầu từ thế kỷ thứ 16 và được gây dựng bởi một nhân viên ngân hàng là Mayer Amstel Rothschild. Amstel đã đưa gia đình mình từ những người nông dân nghèo sống tại khu ổ chuột đông đúc và có tiếng tăm lừng lẫy nhất trong lịch sử thế giới. Thậm chí, danh từ Rothschild còn được đồng hóa với sự giàu có và quyền lực, một điều mà chưa gia tộc nào có thể làm được. Nhà Rothschild xuất hiện trong thơ ca, văn học, nghệ thuật và thậm chí còn được đặt tên cho một phong cách sống. Le Gosse Rothschild, phong cách sống hầu hoa, quý tộc. Một số thông tin không chính thức cho biết gia tộc kinh doanh Rothschild nắm giữ khối tài sản trị giá 350 tỷ đô la Mỹ trải khắp trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng con số này quá nhỏ so với thực tế và họ phán đoán rằng nhà Rothschild nắm giữ khối tài sản lên tới 100.000 tỷ đô la Mỹ. Rothschild được coi như là gia tộc danh giá và quyền thế bậc nhất thế giới. Ngày nay, nhiều người cho rằng gia tộc này vẫn tiếp tục duy trì sự kiểm soát của mình thông qua Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Gia tộc Rockefeller. Đế chế hùng mạnh của gia tộc Rockefeller bắt đầu vào năm 1870 khi John Rockefeller thành lập công ty dầu mỏ Standard Oil Company. Công ty này đem lại cho John Rockefeller khối tài sản khổng lồ lên tới 400 tỷ đô la Mỹ, khiến ông trở thành cá nhân giàu có nhất mọi thời đại. Đáng nói hơn, kế hoạch kiểm soát thế giới của gia tộc Rockefeller cũng khiến Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Roosevelt phải cảm thấy lo ngại. Kế hoạch này bao gồm việc cung cấp tài chính cho các hoạt động của Liên Hợp Quốc và thành lập hội kín Bilderberg, nơi tập hợp những cá nhân quyền lực nhất thế giới. Ngày nay, gia tộc Rockefeller vẫn đang tiếp tục thực hiện những kế hoạch của mình thông qua việc kiểm soát nhiều tập đoàn lớn bao gồm Jay Manhattan Bank, ExxonMobil, Chevron và PB. Có người cho rằng, nếu bạn chỉ một lần đổ xăng hay giao dịch tại ngân hàng Morgan Chase hoặc đơn giản là bước đi trên thành phố New York của Mỹ, bạn đều đang chịu sự chi phối của gia tộc Rockefeller. Bên cạnh đó, theo một số nguồn tin không chính thức tiết lộ, gia tộc Rockefeller cùng với nam tước Edmund Rothschild thuộc dòng họ thế lực Rothschild đã thành lập câu lạc bộ Bilderberg bao gồm khoảng 150 thành viên, gồm toàn những tỷ phú tài chính và nguyên thủ quốc gia hàng đầu thế giới suốt 60 năm qua. Gia tộc Morgan. Cái tên Morgan được biết đến rộng rãi hơn khi John Pierpont Morgan và gia tộc Rothschild cho Bộ Tài chính Mỹ vay 3,5 triệu ao vàng, tương đương gần 100.000 tấn vàng, để ổn định nền kinh tế trong cuộc khủng hoảng nghiêm trọng xảy ra vào năm 1893. Nhờ vào việc nắm giữ nguồn cung cấp vàng cho chính phủ, gia tộc Morgan đã thành lập nên những tập đoàn lớn nhất nước Mỹ, bao gồm General Electric, AT&T và US Steel. Sức ảnh hưởng to lớn của gia tộc Morgan đối với Bộ Tài chính Mỹ cũng khiến nhiều người tin rằng chính gia tộc này đã giật dây nước Mỹ tham gia vào Thế chiến thứ nhất nhằm bảo vệ những khoản cho vay của họ đối với Nga và Pháp. Hơn thế nữa, người ta cho rằng gia tộc này đứng đằng sau giật dây Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng bằng cách âm mưu phân chia lợi ích chiến tranh với hai trong tập đoàn lớn nhất đế quốc Nhật Bản lúc bấy giờ là Mitsubishi và Mitsui. Morgan đã cung cấp một khoản vay chiến tranh lên tới 500 triệu đô la Mỹ cho Pháp và nhận 1% hoa hồng tiền mua nhu yếu phẩm do chính những tập đoàn của mình cung cấp. Ngày nay, gia tộc Morgan đang sở hữu kho dự trữ vàng tư nhân lớn nhất thế giới, được đồn là có đường hầm nối thông với tòa nhà ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang tại New York. Dưới sự giàu có cũng như quyền lực của mình thì gia tộc này chắc chắn đang ngấm ngầm kiểm soát thế giới. Gia tộc DuPont. Gia tộc DuPont đã gây ảnh hưởng tới rất nhiều chính sách của Mỹ, bao gồm cả việc sử dụng những kênh liên lạc bí mật với Napoleon để đàm phán thỏa thuận lịch sử Louisiana Purchase vào năm 1803. Cuộc đàm phán đã giúp Mỹ mua lại một phần diện tích lãnh thổ rộng lớn từ tay Pháp. Trong Thế chiến thứ nhất, gia tộc này là nhà cung cấp 40% thuốc súng trên toàn thế giới. Và tới Thế chiến thứ hai thì chính công ty DuPont đã cung cấp plutonium để Mỹ chế tạo nên những quả bom hạt nhân đầu tiên. Phải chăng chính những công ty này đã là kẻ giật dây chính phủ Mỹ tiến hành cuộc chiến chống ma túy nhằm hạn chế việc trồng cây gai và cây cần sa? Đây là hai loại cây thường được trồng làm nguyên liệu sản xuất vải sợi. Việc hạn chế trồng chúng sẽ thuận lợi cho việc sản xuất vải ni lông cho công ty này. Hiện tại, tập đoàn này là tập đoàn đứng thứ hai trong ngành sản xuất hạt giống cây trồng được biến đổi gen trên thế giới. Với sự ảnh hưởng lớn từ hai cuộc chiến tranh lớn nhất trong lịch sử,
Yupoy cũng nằm trong danh sách những gia tộc có ảnh hưởng đến cục diện thế giới. Nhiều người tin rằng họ đang kiểm soát thế giới một phần nào đó. Gia tộc Birch. Brett Scott Sheldon Birch, một người sinh năm 1895, là người bắt đầu xây dựng đế chế vững mạnh của gia tộc Birch. Ông từng học tập tại ngôi trường đại học danh tiếng Yale University với tư cách là một thành viên của hội kín School and Bonnet Society, một hội kín được cho là có liên quan tới những người có ý định thâu tóm, kiểm soát thế giới. Người ta cũng đồn rằng Bush đã lãnh đạo một cuộc đảo chính bất thành với tên gọi Business Plus nhằm lật đổ Tổng thống Franklin Roosevelt vào năm 1933. Đây là cuộc đảo chính với mục đích thành lập một chính quyền chuyên chế, độc tài phát xít tại Mỹ với sự hậu thuẫn của nhiều ông trùm tư bản giàu có, bao gồm cả các gia tộc lớn như Rothschild, Rockefeller và Morgan. Brett Scott Birch nghiễm nhiên trở thành nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Union Banking Corporation, tập đoàn ngân hàng từng bị tịch biên tài sản vì nghi ngờ giúp đỡ Đức Quốc xã che giấu vàng trong Thế chiến thứ hai. Gia tộc Birch có hai thành viên là Treasurer S. Birch và Treasurer W. Birch. Sau này đều trở thành Tổng thống Mỹ và cả hai đều tiến hành chiến tranh chống lại Iraq. Những cuộc chiến tranh ấy đã tạo nên món lợi nhuận khổng lồ cho các công ty có liên hệ mật thiết với gia tộc Birch như Halliburton hay KBR.